Chào mừng tất cả anh chị đến với đầu tư tiền điện tử Thì ngày hôm nay tiếp tục một dự án mà em muốn chia sẻ với anh chị Nó có tên là Anchimi Thì đây là một trong những cái dự án em đánh giá khá là cao Và cái tiềm năng phát triển của nó trong thời gian sắp tới Thì cái dự án này nó làm về thanh toán Nó có gì điều gì đặc biệt Thì em mời anh chị cùng em đi vào tìm hiểu chi tiết Trước khi đi vào chi tiết thì cũng như thường lệ nếu anh chị nhận được giá trị video này mình có thể nhấn like và subscribe để học kênh. Những anh chị nào mình là người mới mình chưa tham gia vào channel của đầu tư tiền điện tử mình có thể nhấn vào đường link bên dưới để tham gia. Thì hiện tại sàn giao dịch Bybit đang có một chương trình khuyến mãi dành riêng cho cộng đồng của đầu tư tiền điện tử đó là khi mà anh chị đăng ký tài khoản dưới đường link ở bên dưới phần mô tả video thì anh chị sẽ nhận được 10 đô la bonus để tham gia trải nghiệm sàn giao dịch Bybit. Rồi thì sau đây em sẽ đi vào chi tiết của chủ đề ngày hôm nay Thì ở đây anh chị có thể thấy đây là coi market cap nơi thống kê những cái dự án mà những cái thông tin đầy đủ hết ở trên đây Thì anh chị có thể thấy là cái dự án Achimi Pay này hiện đang đứng thứ hạng là 323 coi market cap Và với mức giá hiện tại đang khá là thấp thôi nó là 0.012 đô la và tổng nguồn cung của nó cũng khá là lớn anh chị, lên tới 10 tỷ token và đã lưu thông ngoài thị trường lên tới 7 47% là 4,7 tỷ token ACH. Và cái vốn hóa của nó hiện tại đang là 60 triệu đô và khối lượng giao dịch một ngày của nó lên tới 18 triệu đô. Thì hiện tại cái dự án Achimi Pay này đã được niêm yết hầu hết trên những cái sàn giao dịch lớn trong đó có Binance, Coinbase, Bitum, KuCoin, Hobby, Bybit Raken, thì anh chị cũng thấy là hầu hết tất cả những cái sàn giao dịch lớn đều đã niêm yết cái dự án này thì cái dự án này nó có điều gì đặc biệt mà tại sao tất cả những cái dàn sàn giao dịch lớn họ đều niêm yết cái dự án này ha thì em mời anh chị cùng em tìm hiểu chi tiết hơn nữa thì ở đây là trang chủ của dự án archimipay thì nó là cầu nối kết nối giữa các nền kinh tế toàn cầu giữa tiền fiat và tiền điện tử thì nó sẽ giúp cho việc thúc đẩy chấp nhận tiền điện tử bằng cách cung cấp cho các doanh nghiệp sự chấp thuận tiền điện tử trong thế giới thực và người dùng có thể là truy cập thân thiện hơn với các dịch vụ về tiền điện tử và web 3 ha, đó là những cái thông tin của cái dự án này thì đối tác trên toàn cầu của họ hiện tại được hỗ trợ ở cái dự án này được hỗ trợ trên 70 quốc gia hơn 100 cặp tiền tại Fiat rồi hơn 300 kênh thanh toán và hỗ trợ tất cả các cặp tiền điện tử anh chị ha rồi đây anh chị có thể xem thì những cái đối tác chính mà đáng lưu ý trong đó có Shopify, rồi Binance, rồi uh, Epay, Ongoran, Avalanche, Near, John, Hobi, MSC. Đó, rất là nhiều những cái đối tác nữa anh chị có thể nhấn vào đây để xem ha. Đó, thì uh, ngoài đó thì rất là nhiều ngân hàng ở đây đặc biệt á, là em thấy rất là nhiều ngân hàng ở Việt Nam ở đây nè anh chị. Có, trong đó có Việt Nam, Vietcombank, Vietcombank, VIP, TVBank aribank thì hầu hết đa phần là các ngân hàng ở việt nam họ đều sử dụng cái mạng lưới thanh toán của cái dự án otimi pay này đó rồi thì những sàn giao dịch chính hỗ trợ của nó anh chị có thể thấy ha rồi trao đổi ở trên đây thì hầu hết tất cả những sàn giao dịch lớn đều hỗ trợ nó rồi và trên ví thì đa phần đều hỗ trợ cái dự án này thì anh chị thấy là cái tiềm năng của nó là thực sự nó đã được ứng dụng vô thực tế rồi nên là rất là nhiều sàn giao dịch rất là nhiều ngân hàng họ sử dụng rồi rất là nhiều những cái ví họ hỗ trợ rồi bên đó là rất là nhiều các mạng lưới hỗ trợ cái dự án này đó anh chị có thể thấy ha rồi đó tiếp theo ha thì à, mình có thể là sơ qua là cái dự án này nó cung cấp giải, giải pháp tài chính toàn cầu giúp mọi người kết nối giữa tiền fiat và cryptocurrency. Rồi, thì cái dự án này được thành lập vào năm 2018 á, nó có tên là Archimedes Pay và thành lập tại Singapore. Và đây là một cái dự án khi mà em đánh giá thì em có đọc thông tin á, thì nó không có huy động vốn từ bất kỳ các quỹ đầu tư nào và họ tự làm. Đó là một cái công ty thực sự là rất là rất là giỏi luôn là họ không cần phải sử dụng bất kỳ một cái đồng vốn của bên nào cả mà họ đã xây dựng được một cái cái nền tảng thanh toán đa quốc gia và hỗ trợ trên rất là nhiều quốc gia và cái dự án này nó đã được công nhận rộng rãi hết rồi đó là cái điểm cộng của dự án ha rồi thì cái mã thông báo ach này sẽ dùng để là kết nối thanh toán giữa các các mạng lưới lại với nhau và được sử dụng làm phí giao dịch và làm phần thưởng cho những cái giao dịch đó luôn anh chị rồi thì à, mọi người có thể là mua ở đâu thì những cái sàn giao dịch nổi tiếng đều có nó hết rồi rồi thì ở đây anh chị có thể là nhìn nhìn về cái cái sơ đồ này ha thì tất cả giống như là về mạng lưới bán hàng nè rồi mạng lưới thanh toán nè mạng lưới tài chính nè rồi sàn giao dịch nè đó rồi decentralized app có thể là kết nối qua cái đồng ACH này và sau đó là phân phối lại, ha, nó sẽ kết nối với nhau và để giúp cho mọi người thanh toán một cách nhanh chóng nhất. Thì ở đây mọi người có thể là hiểu rõ hơn là đối với các đối tác khi mà sử dụng ACH sẽ giúp tạo ra một cộng đồng các nhà đầu tư trực tuyến thịnh vượng và phần thưởng mà các đối tác của chúng tôi nhận được sẽ khuyến khích họ mở rộng là khi mà anh chị sử dụng cái mạng lưới này thì anh chị sẽ nhận được cái phần thưởng đó là cái đồng ACH ha rồi thì ở đây họ sẽ cam kết với các đối tác mới là không cần phải trả phí để tích hợp khi mà tham gia vào cái mạng lưới thanh toán của họ rồi họ cam kết một cái lượng ach tùy thuộc vào khối lượng giao dịch dự kiến và mức độ phức tạp của tích hợp rồi số tiền này sẽ được trả lại nếu họ không muốn sử dụng dịch vụ nữa đó là khi mà anh chị sử dụng cái dịch vụ này thì anh chị phải ký quỹ giống như dễ hiểu ha là ở thời điểm hiện tại giống như là việt nam họ cấm cấm về thanh toán fiat đúng không ạ cấm sử dụng crypto để là phương thức thanh toán thì anh chị thấy là họ sẽ có một cách lách luật như vậy nè là ví dụ như là anh chị muốn sử dụng crypto để anh chị mua một cái ly cà phê ở ở the coffee house đi em ví dụ cho đơn giản ở the coffee house thì cái thằng ach này á nó sẽ lại cái thằng the coffee house nó nói à bây giờ tao sẽ mua một cái lượng voucher của mày cái phiếu á phiếu quà tặng ngân hàng tao sẽ mua một cái lượng phiếu quà tặng của mày thì mày sẽ chiết khấu lại cho tao bao nhiêu thì khi mà anh chị sử dụng cái động ach này anh chị thanh toán á thì anh chị nhấn vào cái voucher này anh chị đưa cho hàng đợt coffee house là anh chị sẽ đổi lại được một ly cà phê đó là cái cách lách luật ha còn trong những cái công ty dịch vụ tài chính thì họ sẽ sử dụng những cái phương thức khác là có thể là ví dụ như là cái hàng ach này nó sẽ ký quỹ một cái lượng tiền khá là lớn vào vào hệ thống ngân hàng và sau đó là anh chị có thể là sử dụng cái đồng ACH này anh chị đem đi anh chị mua bất kỳ thứ gì và nó cần vệt ra cái mức giá hiện tại nó chuyển đổi ra cái mức giá hiện tại cho anh chị mua sắm đó là cũng khá là hay về thực sự là cũng có rất là nhiều bên làm rồi nhưng mà ở đây là em đang nói về tiềm năng của cái dự án này trong tương lai thì bây giờ nó cũng đã được sử dụng rất là rộng rãi rồi rồi thì đối về giảm phí giao dịch là khi mà đối tác giảm phí giao dịch của họ bằng cách thanh toán bằng ACH trên mạng lưới của của họ ha. Rồi, phần thưởng của ACH được phân phối lại cho các đối tác khi sử dụng các giải pháp của Achimi Phần thưởng được trao đổi theo tỷ lệ đã định dựa trên quy mô mạng lưới và khối lượng giao dịch. Đó. Rồi, thì hiện tại nó cũng đã phát hành ra một cái thẻ, thẻ Visa, thẻ phải Visa ha, liên kết với White Label. Đó, Hiện tại là đã có hơn 50 triệu người dùng chấp nhận mua bán Rồi hơn 100 cặp tiền Fiat Hơn 70 quốc gia Hơn 300 kênh thanh toán Fiat Đó anh chị Rồi Cái điểm cộng của nó nữa là Nó là sẽ dữ liệu phụ trợ và kiểm soát hệ thống Tất cả phụ trợ trong để quản lý Rồi Nạp tiền và phát hành phân tích giao dịch Rồi hệ thống thích ứng là khả năng và tùy chỉnh giao dịch của người dùng phụ thuộc phụ trợ để điều chỉnh khả năng truy cập của người dùng thì khi mà sử dụng cái này em thấy là nó cũng khá là tiện á đây ha anh chị có thể xem cái cái đoạn đoạn video clip này đây là một cái sự kiện trong đó là có rất là nhiều những cái dự án tham gia và trong đó có cái dự án Achimi Pay này có cả Binance Pay nữa đó thì anh chị sử dụng để thanh toán đó chỉ cần quét cái mã code này thôi đó là sử dụng giao dịch đó anh chị thấy rất là tiện đúng không ạ đó nó cũng đơn giản như một cái 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 máy quẹt thẻ đó này kiểu như máy quẹt thẻ đó anh chị là khi mà anh chị quét cái mã qr xong là nó đã chấp nhận thanh toán rồi rất là hay đúng không ạ rồi thì cái twitter của nó cũng đáng lưu ý là với hơn 154.000 người đang follow ha rồi nó đang tài trợ cho real betis à, cũng là một cái đội bóng ở tây ban, ban nha đó là những cái điểm mà anh chị cần chú ý ha và họ cũng đang kết hợp với rất là nhiều những cái nền tảng blockchain khác để hỗ trợ về cái dự án này trong đó có casper nè đó rất là nhiều những dự án ha anh chị có thể tham khảo và điều nổi bật mà em muốn chia sẻ với anh chị nãy giờ cũng rất là nhiều thứ nhất á đây là một cái dự án làm về thanh toán và thứ hai nó đã được chấp nhận rộng rãi trên tất cả những sàn giao dịch lớn rồi và cái lượng người dùng của nó cũng rất là nhiều và đã được ứng dụng hơn 100 quốc gia và anh chị cũng thấy là các ngân hàng tài chính ở Việt Nam sử dụng cái mạng lưới của Pay rất là nhiều thì cái khả năng mở rộng trong tương lai cái lý do làm sao để nó tăng giá thì sẽ có hai cái lý do như sau một là cái lượng người dùng sẽ phát triển và thứ hai á nó sẽ kiếm tiền từ cái phí giao dịch thì chị cũng thấy khi mà cái mạng lưới ngân hàng sử dụng cái cái hệ sinh thái của Atomic thì họ sẽ phải trả một cái lượng phí giao dịch nhất định thì chính vì lý do đó trong tương lai thì đây là một trong những dự án em đánh giá khá là cao rồi thì mình hãy xem là ở thời điểm hiện tại mình nên nắm giữ hay không và mình đợi vùng giá nào để mình xem ha thì Rồi, ở đây ha anh chị có thể thấy á à, anh chị có thể thấy là cái vùng giá đáy của nó thì thực sự rất thấp rồi. Và thời điểm đó thì khi mà thời điểm này á anh chị thấy ở thời điểm này á thì thị trường nó đau trend anh chị nên là cái vùng giá này không ai dám mua cả. Không ai dám mua. Nên là bây giờ thì giá nó cao thì mình phải chấp nhận thôi. Đây ha, vùng giá ngày xưa rất là thấp. 0.001 đó bây giờ là đang là 0.01 thì nó là ít 10, 12 lần so với cái mức giá đáy của nó ha thì đây thì cái đỉnh mà lúc trước thì cũng là 0.017 thì bây giờ nó mình xem liệu rằng là mình nên nắm giữ ở vùng giá nào đây ha cái giá đỉnh của nó thì lên tới là 0.2 thì mình xem là liệu rằng mình nên nắm giữ ở vùng giá nào ha, anh chị ha đây em sẽ kéo xuống cái đáy luôn Đây, kéo xuống cái đáy này luôn ha Rồi Thì cái vùng giá mà anh chị có thể nắm giữ đó là 0. Đây ha Vùng giá nắm giữ Rồi Entry 1 Đó Entry 1 Là 0.012 7 luôn 0.0127 anh chị. Rồi. Vùng giá thứ hai. Entry 2 ha. Entry 2. 0.0. .0. 0. 9. Đó. Rồi, entry 3. Nói vậy thôi chứ để về cái vùng giá dưới nó rất là khó anh chị. Đây. 0 bảy lần rồi rồi ta ghét anh chị ha đây đây là vùng giá anh chị có hai nắm nè rồi đây ha anh chị ha rồi tiếp theo đó là ta ghét ha đây đổi màu cho anh chị dễ nhìn chút ta ghét

đó là ba cái target gần nhất mà em có thể là đưa ra lời khuyên cho anh chị để tham khảo à thì khi mà anh chị tham gia xem cái video này mà anh chị cảm thấy là cái dự án này nó phù hợp với những cái tiêu chí đầu tư của mình thì anh chị có thể là nắm giữ và đây không phải là lời khuyên đầu tư tất cả chỉ là thông tin thôi cung cấp cho anh chị tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư nên khi mà anh chị tham gia đầu tư thì anh chị cần phải tự chịu trách nhiệm trên cái quyết định đầu tư của mình. Rồi, thì video của em tới đây là hết. Nếu anh chị nhận được giá trị video này, mình có thể nhấn like và subscribe để ủng kênh. Rồi, xin chào tạm biệt anh chị, hẹn gặp anh chị ở những video lần sau.